bắt đầu đổ cáo, nước sôi đổ cáo vào nhé. Cá bắn. Đấy. Nước sôi giờ cho rau vào các bạn. Đấy, được ăn này các bạn ạ. Cho sam đất này ăn rất mát nhé. Lỗ 40 đấy. Hôm nay nấu món cá lác các bạn ơi. Cá lác này đang ướp với muối này. Giờ cho vào sáo với lại cái này lá này gọi là lá rau sam. Cá lác này ở vùng ven biển rất nhiều các nhá. Rau sam, sáu mẹ, cá lác hoa, cá lác sáu, rau sam. Rồi, đây là khâu chuẩn bị các bạn. Bây giờ cho lồi sáo, vẫn luôn nhảy các bạn. Các bạn này, cho một quả me với lại mấy miếng cà chua, rất là đơn giản. Nồi cá này chị trị giá 40.000 là được. Nồi cá sáo chua ăn mùa hè rất là ngon, rất đơn giản. Nước sôi dầm me với cà chua các bạn, chập vào hết màn hình kính. Gia vị thì cho mì chính một nêm tùy khẩu vị của mỗi người. Bắt đầu đổ cáo, nước sôi đổ cáo vào nhé. Cá bắn. Đấy, xong bây giờ sôi lên là cho rau sam nữa là được một nồi cá ăn mùa hè mát. Sam được rửa sạch nha các bác nhé. Này rau sam này ăn rất là mát các bác nhé. Giờ đợi cá sôi cho rau sam là xong. Thưởng thức thôi, ăn cơm thôi, rất là đơn giản. Món ăn đơn giản tại nhà. Đấy. Nước sôi giờ cho rau vào các bạn. Xong một nồi cá lác sáu mẹ rau rút. Rau sam, không phải rau rút, nhầm. Rau sam mà ăn hơi mát đấy. Đấy. Đấy là xong đấy nha. Bây giờ cho ra thưởng thức thôi. Wow, rất là thơm ngon. Gia vị thì các bác cho tùy thích nhé. Mỗi người một khẩu vị, súp mì chính, bột nêm. Ai thích ăn gì cho đấy. Các bác này, em sống ở quê, không khí rất là trong lành, rất là nhiều cây cối, cây dừa. Đấy, được ăn này các bác ạ. Cho sam đất này ăn rất mát nhé. Ngập yên sam đất, ngập còn can lá. Đây, mời bác cùng thưởng thức nhé. Không có trứng này. Rất ngon và ngọt các bác ạ. Ok. Này ăn mỗi canh với lại rau thôi, không món gì khác.